Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì gốm Nhật Tô Ki giới thiệu cho anh chị mình một tác phẩm sưu tầm thuộc dòng gốm xứ Somazaki, một dòng gốm vẽ ngựa vàng của Nhật Bản nhé. Và điểm đặc biệt của chiếc bình này gốm Nhật Tô Ki sưu tầm về chắc chắn đó là về độ lớn của chiếc bình này. Đây là lần đầu tiên em sở hữu được một chiếc bình mà size rất là lớn nhé cả nhà. Chiếc bình này thì bây giờ em cũng sẽ công bố size cho cả nhà mình luôn. Với chiều cao của chiếc bình này thì lên tới rơi vào tầm là 30 cm nha cả nhà. 30 cm, và vòng bụng thì em cũng sẽ đo luôn cho cả nhà có thể cùng em chiêm ngưỡng về tác phẩm rất đặc biệt này nha. Vòng bụng của chiếc bình này lên tới là 101 cm cả nhà. Một chiếc bụng siêu lớn luôn mà có thể là hiếm thấy trong dòng gốm Somazaki. Dòng gốm Somazaki thì chắc chắn là đặc trưng bởi cái phần vẽ ngựa rồi. Soma là mã đấy cả nhà, là vẽ ngựa này. Vẽ ngựa, nét vẽ ngựa vàng, khỏe khoắn của hai con ngựa đang phi nước đại. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái nước men mà rạn lớn nhé cả nhà. Rạn lớn và màu xanh ngọc đặc trưng của dòng Somazaki. Đây là một chiếc bình với cái vòng bụng 101 thì em nghĩ là cái bình này cũng là thuộc dạng hiếm đấy cả nhà. Và chiếc bình này thì cái cốt cũng rất là nặng, tại vì do cái độ lớn của nó dẫn tới là chiếc bình này cũng tương đối là nặng nha. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng một vòng xung quanh của chiếc bình Somazaki này nha. Với cái nước men rạn vô cùng đẹp luôn cả nhà. Có thể thấy cái men rạn đều đẹp và xen lẫn cái rạn to là có rạn nhỏ nữa, một cách hoàn toàn là tự nhiên nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết của chiếc bình này luôn nha. Thì em cũng mong muốn là đưa tới cận cảnh cho anh chị xem cái phần men rạn cũng như là phần ngựa vàng, và cuối cùng là phần chuyện của chiếc bình này nha. Thì đây, trước tiên là phần men rạn ở phía bên trong miệng bình, phần viền vàng, và cuối cùng đó chính là phần ngựa vàng nha, được vẽ với hai chú ngựa luôn, được vẽ rất là tỉ mỉ, cả nhà có thể cùng em chiêm ngưỡng nhé. Đây là phần đầu này, đây là phần đầu của chú ngựa còn lại này, đang phi nước đại nha. Lúc nào cũng vậy, một ngựa trắng và một ngựa đen nó đi kèm với nhau như thế này nha cả nhà, rất là đặc biệt đúng không, vẽ lên trên tường. Còn cái chuyện ký thì người ta sẽ làm chìm ở dưới men nên là rất là khó để nhìn thấy. Anh chị có thể thấy ngay phần tay em đặt vô đây này. Đấy, đây là phần chuyện ký của chiếc bình này nha, nó cũng rõ chữ Somazaki này cả nhà. Một chiếc bình rất là nặng, em khinh lên mà để đưa chiếc ống kính cho cả nhà mà em cũng phải gồng nữa. Thôi em xin phép đặt lại vị trí trung tâm nha. Và giới thiệu cho cả nhà lại một lần nữa một tác phẩm Somazaki với size và kích thước khủng như thế này. Và nếu như mà cả nhà muốn cùng gốm Nhật Tô Ki giao lưu thì có thể giao lưu qua số Zalo nha, 0901112334. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi. Và một lần nữa thì gốm Nhật Tô Ki xin được kết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Tô Ki.